Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu đen. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá như là tình hình giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như quà tặng khuyến mại cho Santa Fe tháng 3 năm 2023. Thì như anh chị đã biết thì Santa Fe được tạp chí VN Express bình chọn là chiếc xe của năm 2021. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng cũng như là cái sự tín nhiệm, tin dùng của khách hàng dành cho Hyundai Santa Fe. Thì với một mức giá bán sáng nay biết đó là 1 tỷ 375 triệu. Và hiện tại bên em còn một số dòng xe 2022 và giá bán của 2022 sản xuất 2022 đó là chỉ là 1 tỷ 235 triệu, là được giảm 140 triệu. Nếu mà tính về thuế trước bạ thì coi như là xe đã được giảm 100% thuế trước bạ. Và xe phiên bản 2023 thì bên em sẽ giảm cho anh chị đó là 50% lệ phí trước bạ của Hyundai Santa Fe. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang của chiếc Hyundai Santa Fe này thì nó khoảng 1 tỷ 445 triệu. Và các màu xe sẵn giao thì bên em có cho phiên bản 2023 đó là màu đen, màu trắng, màu đỏ. Còn 2022 thì hiện tại em chỉ có sẵn màu đen là giao ngay cho quý anh chị. Cùng vào nội thất của xe thì chiếc xe được trang bị tông màu nội thất màu ghế màu nâu da bò, và màu chủ đạo là màu đen cộng với cả trần thì nó là trần màu xám, tạo chiếc xe cảm giác sang trọng, đầy cuốn hút và lịch lãm. Phụ kiện thì bên em có tặng cho quý khách hàng đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng là phim New Sun của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm. Đó, Santa Fe là một chiếc xe được bình chọn là chiếc xe của năm trong phân khúc SUV hạng D. Còn Tucson bên em thì là dòng crossover hạng C được bình chọn 2022. Đó. Về lãi suất ngân hàng thì hiện tại bên em đang có chương trình hỗ trợ tốt cho khách hàng, từ chỉ có khoảng 0,8% cố định 1 năm và khoảng 0,8283% cố định 2 năm, và khoảng 0,8687% là cố định trong vòng 3 năm. Thời gian vay tối đa của anh chị đó là 8 năm và giá trị xe tối đa là 80% có thể vay được. Những cái công nghệ trên Hyundai Santa Fe em có thể kể đến cho anh chị đó là thông gió và sửa hàng ghế phía trước này. Rồi thì ga tự động, kiểm soát hành trình chủ động, giữ khoảng cách so với xe phía trước, cảnh báo giữ làn và điều chỉnh tay lái khi bị lệch làn. Rồi có cảnh báo điểm mù trên gương, camera 360 độ. Có cần số thì chuyển hoàn toàn bằng cần số nút bấm. Rồi có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cắt ngang phía sau. Rồi chúng ta sẽ có cốp điện thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, 10 loa Harman Kardon. Đó. Đằng sau thì cũng sẽ có những cái cửa gió điều hòa cũng như là cổng sạc rất chi là chi tiết, tỉ mỉ thiết kế cho khách hàng. Xe bên em thì có phân phối với hai dòng động cơ là máy xăng và máy dầu. Thì máy dầu bên em cũng có sẵn đủ màu và máy xăng cũng vậy. Máy xăng với mức giá nó là khoảng 1 tỷ 2 thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó rơi vào khoảng 1 tỷ 330 triệu. Và cũng có quà tặng như xe máy dầu như anh chị. Thì anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin vào liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Và mong chị cho em một like, subscribe và góp ý dưới phần bình luận. Em có thể hoàn thiện video tốt hơn. Xin cảm ơn quý anh chị.